Ok, hey, Yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của KKG, cũng chào mừng đến với series hướng dẫn như là chia sẻ kinh nghiệm chơi các bộ cờ ở trong Mobile Legends và Magic Chess nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ đánh bạn một cái bài đánh liên quan đến con Belskuba. Và bài đánh mà mình hướng tới cho bạn ở trong cái clip này sẽ là một cái bài đánh mà meta cũ cũng đã có chơi rồi, nhưng mà có thể thấy là meta mới này thì hình như là mấy bạn quên thì phải. Đó là cái bài liên quan đến con Layla nhé. Thì từ từ đã nha. Thì tạm thời là chắc mình mua mấy con xạ thủ này về đi, hoặc là mình mua hai con sát thủ kia cũng được, để lát nữa có gì mình chơi sát thủ á, mình lấy Layla cho con sát thủ của mình cho nó chơi ha. Thì tạm thời là cái khúc đầu thì nó sẽ là như này. Rồi, ok, quân trưởng các thứ phấn chấn cho Layla. Rồi, hình như nãy các bạn hello mình thì phải. Hello, hello cho anh. Này bạn mình ở đây mà. Rồi hello anh em nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái bản game này. Ú, Layla của mình bị dắt tóc biến vô gõ rộng rồi. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Ảo gì, vừa mới hello luôn xong phát Layla bị gõ luôn. Chưa kịp gọi là tích stack luôn. Mà không sao nhé, thì nói chung là nó sẽ bị chậm đi một lượt á. Đáng ra là mình có thể gọi là sau cái lượt đánh quái thì mình sẽ có con Layla 2 sao, nhưng mà bây giờ thì nó sẽ bị chậm mất một lượt này, tại vì là con Layla của mình bị người ta gõ mất rồi anh em ạ. Nên là nó dẫn đến cái kết như vậy là chúng ta sẽ khó lòng mà sát thủ hả? Sát thủ. Ừ, để vậy đi, để lấy hai sát thủ đi, chứ không là mình lắp vô là nó sẽ không có lấy được cái pha lê sát thủ cho con gọi là Layla của mình. Cái thương thủ thì mình bỏ đi, cái đầu game mình lắp thương thủ vô chơi thôi, ai ngờ đâu bạn gõ rụng luôn con Layla của mình luôn. Này, đừng vậy chứ, không lẽ không kịp tích sự tắc sao, giỡn hoài. Ừ, phải vậy đi chứ. Thì nói chung là đó, với cái kiểu đánh của con Veil skill 3 thì anh em chỉ việc gọi là ngồi đợi thôi, ngồi đợi xong rồi một hồi là chúng ta sẽ có được con Layla 3 sao nhé. Và Layla ngày hôm nay mình chơi sẽ là quân trưởng đấu sĩ sát thủ. Nếu mà nó nổ phù thủy thì chơi phù thủy. Đấy, thì nói chung là nó nổ vào cái gì thì chúng ta sẽ chơi cái đó. Còn chỗ này đương nhiên là chúng ta sẽ lấy vào pha lê sát thủ nhá, cho con Layla của mình nó được hưởng cái đam của sát thủ. Cứ càng bắn thì đam nó sẽ càng to. Đấy, đơn giản vậy thôi. Chỗ này lắp vô thì sẽ có 4 con sát thủ này. Ủa, hồi nãy là hình như mình bán mất con kia rồi. À, vậy là chỉ được 3 con sát thủ thôi. Thì chúng ta sẽ lắp quân trưởng đi, lấy cái thanh tẩy nha, cho chắc ăn nhé. Chứ không là một hồi là sẽ không có thanh tẩy. Sát thủ thì mình sẽ có quân trưởng, tại do là có con Alucard là nằm trong bộ đấu sĩ quân trưởng anh em, nên chắc chắn là chúng ta sẽ có quân trưởng để mà chơi. Đấy, thì chạy đường nào thì nó cũng dính à, nó không có thoát được cái đường nào nhá. Bên này thì đang có mấy con sát thủ, đây lắp này vô giày đi. Ê, móc quân trưởng, móc quân trưởng. Trời ơi, tí nữa móc quân trưởng tôi rồi. Không, tí nữa là móc quân trưởng rồi. Rồi chúng ta sẽ có thêm xạ thủ nữa nhá, và như vậy thì nó sẽ giúp cho con Layla của mình thêm phần khỏe ha. Rồi đơn giản thôi, sau đó chúng ta chỉ việc ngồi đợi để một lát nữa cái là tự động con Layla của mình nó lên được cho mình là 2 sao. Rồi từ từ, nếu mà nó nổ vào sát thủ thì ok, nó nổ vào phù thủy cũng ok, nó nổ vào đấu sĩ ok nốt, đường nào cũng ok. Riêng con Layla thì giống như bài đánh ngày xưa, nó nổ vào cái cộng hưởng nào thì mình cũng chơi được hết. Nhưng mình cũng không có gọi là bị vấn đề gì hết nha, anh em có thể gọi là chơi thoải mái thôi, nó không có bị khó giống như là những cái con khác ở trong bộ quân viện. Chứ bộ quân viện thì nó nổ bậy thì chúng ta không chơi được, đúng không? Gậy như ý này, lấy cho con Layla gậy như ý với lại thanh tẩy với lại phấn chấn thì đầu game nó bắn khá là rác nha. Lên 2 sao nữa nó sẽ gánh tim đó. Với lại mình lắp cái góc kia thì nó cũng đỡ bị người ta bu vô ta đánh. Nếu như mà bình thường thì mình hay lắp cái góc bên trái. Nhưng mình sợ là trong trận có mấy bạn đánh linh ấy, mà thật ra thì bây giờ với con linh ấy lắp vô đánh cũng không lại con Layla của mình đâu anh em. Tại do là con Layla của mình là bây giờ nó có sát thủ rồi, nên là nhiều bạn thật sự lắp vô quýnh cũng không lại đâu. Angela nổ đấu sĩ ok nha, vậy thì chúng ta sẽ lắp vô để con đấu sĩ để mình chơi luôn. Hồi nữa thì mình sẽ chơi đấu sĩ luôn á. Nếu như mà con Layla này mà nổ đấu sĩ nữa thì đẹp, thì nó sẽ được tính là một con đấu sĩ luôn. Thì cái lượng máu hồi lại của nó sẽ được nhiều hơn là so với việc nó không phải là con đấu sĩ. Đấy, thì nếu như nó là con đấu sĩ thì nó sẽ được hồi máu nhiều hơn. Một là đấu sĩ, hai là phù thủy. Đừng có nổ xạ thủ anh em. Thì mình cái bộ xạ thủ bây giờ không ngon. Thật sự nếu như anh em mà thích thì chơi bộ xạ thủ thì cũng được, còn anh em không thích thì khỏi cũng được. Tại cái bộ đó thì mình thấy là trừ giáp thôi chứ nó không ngon. Nó không có giống như ngày xưa thì cũng còn ngon, nhưng bây giờ dở anh em à. Nha.
Rồi, ok, chúng ta sẽ có được thêm một con Leyland nữa này sau cái lượt này. Còn nếu như bạn hên hên trong cái hộp bằng mệt, à trong cái lượt này mà bạn rơi một con Leyland nữa thì chúng ta sẽ có được Leyland 2 sao. Đấy, nếu như bạn hên, nó có khoảng tầm là 20% xuất hiện con tướng 3 tiền, chứ không phải là 1% là con tướng 4 tiền nhé. Thì tầm cấp độ 5 là hoàn toàn có thể gọi là rơi ra được một con Leyland cho các bạn ở trong cái lượt roll cờ. Nhưng mà mình thì mình sẽ không roll đâu, mình sẽ để tự nhiên thôi, để cho con Leyland nó rơi từ từ xuống. Lát nữa con Ruby mà nổ vào sát thủ hoặc là phù thủy thì đều ok hết, không có vấn đề gì ha. Còn cái chỗ này thì chúng ta cứ lấy về thôi. Đây, để cho anh đây sẵn ấy. Lát nữa vô trong cái lượt đánh quái á, ta nhét vô, ta kiếm tiền. Rồi sau cái lượt đánh quái xong là chúng ta sẽ bỏ, à chúng ta sẽ không chơi nữa. Rồi còn những con kia thì như vậy là được rồi. Đây con này lên được 2 sao cũng khá là ok. Nếu mà nó nổ sát thủ thì mình giữ lại mình chơi luôn, tại vì nó là quân trưởng luôn đó. Tại mình cũng cần cái thanh tẩy nha, nói chung là mình cần cái thanh tẩy trên người cũng Leyland để cho nó đảm bảo, chứ không là không có thanh tẩy thì đánh mấy bạn chón thì Leyland nó quýnh được. Đấy, còn đội hình thì anh em lắp mà chỉ việc bảo kê nó là được rồi. Đây là một đội hình khá là khỏe và dễ chơi, anh em hoàn toàn có thể chơi được, dùng để leo rank đầu mùa thì nó không có khó để cho các bạn có thể gọi là nằm trong top 4. Top 1 thì hên xui, nhưng mà top 4 thì chắc chắn nha. Thì đây cũng sẽ là một trong số những cái mà đánh mà hoàn toàn có thể dùng để đua top được anh em. Tại vì bạn đánh mà nếu mà nằm trong top 4 thì chắc chắn là không thể nào lọt ra ngoài cái việc gọi là bị trừ điểm được. Đấy, khúc đầu thì mình có thể gọi là bị người ta đánh rớt máu một xíu vậy thôi. Nhưng thời gian trôi đi, con tướng của mình nó sẽ rất là khỏe nha. Đặc biệt là con Leyland thì thời gian trôi đi nó sẽ lên 3 sao. Và với cái việc mà nó bắn nhanh ở phía sau, bây giờ bạn chỉ việc lấy những cái đồ tăng tốc đánh cho nó thôi, tại vì nó có thanh tẩy rồi. Đấy, thì anh em chỉ việc kiếm những cái đồ, những cái cổ tự ấy, những cái cổ tự chứ không phải là những cái đồ, những cái cổ tự giúp cho con Leyland của mình được tăng thêm tốc đánh là được nha. Thì mình bấm thử coi nó có ra những cái tăng tốc đánh không. Ồ, tướng đồng minh 3 vàng trở xuống thì sẽ được tăng tốc đánh này. Ok, cái đó cũng được, 20% tốc đánh. Rồi, lấy tạm cái đó đi. 3 vàng trở xuống thì có con Leyland nhé. Có con Leyland và có con Ruby luôn. Ruby cũng được tính là tướng 3 vàng luôn anh em ạ. Đây thì chúng ta sẽ lắp cái này vô, lắp cái này vô. Roll nhẹ một cái coi. Rồi, không có gì hết. Cái này lên 2 sao. Mình tính kiếm thêm một con gọi là... Ôi, rơi con này một tiền chứ. Kiếm một con gọi là con Sivana để cho nó ra bắt thám anh em. Lắp vô kiếm tiền chơi á, mà không có là thôi. Quy trường mùa đông khá là ok, nhưng mà mình thì mình có thanh tẩy đúng không. Quy trường mùa đông, lấy quy trường mùa đông để đảm bảo có gì mấy bạn chơi quăng quăng ấy thì mình có thể gọi là né được cái chiêu của bạn cũng khá là ok, khá là đảm bảo. Rồi ở đây chỗ này thì chúng ta sẽ up cấp lên nhá, để có gì đi kiếm con Ruby nữa anh em ạ. Mua một con này đi. Rồi Leyland lên 2 sao, nổ thiên phúc thì không ngon. Nếu mà này mà nó nổ thiên phúc thì không ngon, mình không muốn nó nổ thiên phúc đâu, cho nên mình đã up lên người của con này trước để tránh trường hợp Leyland nổ thiên phúc nhé. Đấy, xong một lát nữa mình sẽ bán nó sau. À, hợp lý không anh em ơi, lát nữa mình sẽ bán con này sau nè. Còn hai con này thay ra được rồi, đến lúc rồi. Sát thủ vô cái thanh tẩy lắp lại, cái quyền trưởng lắp lên đây, hai con này bỏ. Trời, tôi tính hết rồi phải không à. Tôi không có muốn con Leyland nổ thiên phúc, tại nổ vào quân viện thì cũng không ngon, mà nổ vào xạ thủ thì càng không ngon. Tại mình đâu có đánh xạ thủ đâu, nổ xạ thủ làm gì. Nên là mình không có muốn nó nổ thiên phúc một xíu nào luôn. Thì để tránh trường hợp nó nổ thiên phúc thì mình đã ép thiên phúc lên người của con Ruby rồi, à là người của con Mia rồi. Xong rồi sau đó thì chúng ta sẽ bán con Mia đi, chúng ta lắp một con sát thủ khác vô, hoặc là lắp một con Ruby đấu sĩ vô, thì nó sẽ có được đấu sĩ để nó có thể gọi là hồi máu. Đấy, đánh nhanh, đánh có đam nhé. Bây giờ thì tạm thời nó mới có bao nhiêu đó sát thủ thôi thì chưa ngon, nhưng mà một lát nữa thì 4 sát thủ lên phát là bắt đầu là nó sẽ ngon liền cả đêm ạ. Thì đam nó sẽ to liền nhá. Mình còn đang bị rớt máu nữa. Hồi nãy mình lấy cái gì ta? Nãy mình lấy là được tăng tốc đánh nhờ. Ờ đúng rồi, phải mà có cái tốc đánh khác thì nó sẽ ngon hơn. Tốc đánh này thì có cái nào mình chơi tạm cái đó thôi, chứ bây giờ biết làm sao giờ. Mia này bỏ ha, lắp đấu sĩ vô lại nè, để cho nó lên đấu sĩ nè. Đấy, thì bây giờ kiếm thêm một con sát thủ nữa nè. Đi kiếm thêm cho nó một con sát thủ nữa để cho lên sát thủ. Ui dồi, ra mấy con kia vậy, sao không ra Ruby cho tôi. Ra Ruby phát đi, có quân trưởng mình chơi. Angela nổ thiên phúc cũng được. Ê, không được, Angela nổ thiên phúc là nổ quân trưởng hoặc là nổ phù thủy đó. Thì Leyland hình như đâu phải phù thủy đâu đúng không. Leyland 2 sao phù thủy anh em, hình như là Leyland 2 sao phù thủy hay sao á. Ừ, Leyland 2 sao phù thủy anh em à. Thì như vậy thì nếu mà nổ thiên phúc phù thủy cũng được. Cho Angela nổ thiên phúc đi, anh như là nổ thiên phúc phù thủy cũng được. Thì coi như là chúng ta có 3 phù thủy rồi, còn không thì lát nữa kiếm con Ruby phù thủy cũng ok. Ruby phù thủy hoặc là sát thủ, chứ đừng có xạ thủ anh em, xạ thủ là gãy. Ruby xạ thủ là gãy nha, Ruby phế. Nếu mà Ruby mà nổ xạ thủ là phế thật sự luôn, chứ không phải phế bình thường đâu, phế thật sự phế luôn.
Cho nên là tránh ra nhé, tránh cái trường hợp Ruby nổ 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 xạ thủ ra nha, nên nó nổ xạ thủ là bán liền nhá, không suy nghĩ nhiều, tại nó nổ xạ thủ là nó không xoay được chiêu đấy, con đó nó bị vậy á. Cứ mà mỗi lần mà nó nổ xạ thủ là nó không xoay được bất kỳ một chiêu nào luôn, coi như là nó phế luôn cái chiêu xoay xoay đó anh em, khó chịu lắm. Nên là đừng có cho ông nổ thêm phút nha, ông nổ thêm phút là gãy ấy. Rồi một lượt nữa thì chúng ta sẽ rơi thêm một con Layla nữa. Fanny Ruby. Nhưng mà lượt sau thì nó sẽ rơi tướng nhờ. Fanny vô thì chúng ta sẽ có sát thủ. Nhưng mà bỏ con nào mới là nhức đầu, không bỏ được con nào. Đây cho lên bốn thủ trưởng ấy. Bán con này bớt. Rồi ok. Rồi mua con Ruby chứ để quên. Lát nữa thì con Lolita thì mình sẽ thay bằng Alucard nha. Mình vẫn giữ cái thanh tẩy lại tại mình không có ăn sự chiến binh. Thì mình khá là sợ mấy bạn gọi là quýnh rụng mình ấy. Mình không có ăn sự chiến binh là mình khá là lo cái chuyện đó. Rồi Layla không có quyền trượng. Layla lắp quyền trượng. Mình lắp quyền trượng thì nó sẽ đảm bảo hơn. Mình không lắp quyền trượng. Sau cùng cái người cầm quyền trượng là con bài Amon. Amon mất quyền trượng. Còn một lần xài chiêu. Xài chiêu. Tí nữa thì win. Win luôn thì ngon anh em. Win luôn thì ngon. Chắc là phải cầm quyền trượng cho Layla rồi anh em ơi. Không cầm quyền trượng không được rồi. Để đảm bảo nha. Xong rồi lát nữa mình sẽ up thêm một cấp. Chỗ này thì nó sẽ rơi con Layla xuống rồi đó. Này. Sau 4 lượt là tự động nó rơi. Chưa thêm phút nha. Thêm phút mình vẫn chưa có. Lát nữa thì mình sẽ ép lên người của con ấy sau. Bây giờ thì kiếm giảm sao. Kiếm giảm sao khá là ok. Cho Layla cầm thì không có slot nhờ. Nếu như mà đưa cho Layla cầm thì nó lại không có slot. Hơi nhức đầu nhờ. Không nên anh em. Nói chung là không nên cho Layla cầm mấy cái đồ giống kiểu kiếm giảm sao này. Cầm những đồ tốc đánh nó sẽ hay hơn. Tại nó sát thủ mà. Nó sát thủ đứng sau quánh thì nó sẽ hay hơn. Có thể up một cấp. Mình thì mình lại tiếp tục roll Ruby. Thiên phúc đấu sĩ. Thiên phúc đấu sĩ nổ sát thủ. Ok. Đấy. Hợp lý không? Ruby thiên phúc đấu sĩ nổ sát thủ. Vậy thì nó không phải phù thủy. Thì nó Ruby nó không phải phù thủy. Ruby mà nổ phù thủy thì hay hơn. Nếu như mà Ruby nổ phù thủy thì đẹp hơn nhá. Nhưng mà nó không nổ thôi. Thôi không sao, nổ được thì tốt, mình nổ không được thì thôi. Rồi. Cái gì mình up thêm cấp nữa, nhét thêm một con đấu sĩ vô hoặc là một con phù thủy vô để lấy cái phù thủy cũng được. Rồi, Layla thời gian trôi đi thì chúng ta sẽ có được Layla 3. Máu còn 42 khá là ổn nha. 42 ok rồi anh em ạ. Không có đề đâu, 4 sát thủ lên rồi. Lát nữa lên 4 đấu sĩ nữa là đẹp. Còn không cho anh em chơi gọi là bao nhiêu đây đấu sĩ, 4 đấu sĩ. Lát nữa có con gọi là Alucard nữa là 4 đấu sĩ rồi. Đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Rồi cái con đam chủ lực bên kia rụng rồi thì bên này lượt này mình win. Tôi mới muốn lắp thêm một cái phù thủy nữa. Nếu mà Fanny nổ phù thủy thì đẹp. Đỡ mất công mình phải lắp phù thủy. Có nghĩa là con Fanny là nó là con quân viện nhá. Thì nó có khả năng tự động lên cái cộng hưởng nha anh em nhé. Sát thủ thì đẹp rồi, Ruby nổ sát thủ thì đẹp rồi. Nếu như mà nổ, đừng có nổ xạ thủ là được. Chứ nổ sát thủ là ok rồi, có thể chấp nhận được rồi anh em. Mình muốn nó nổ cái phù thủy hơn. Nổ phù thủy thì nó sẽ hay hơn, nhưng mà không nổ thôi. Chuyện đó, nổ thì tốt, nổ thì thôi, không vấn đề gì hết. Ai chà, thiên phúc xạ thủ. Ai chà, thiên phúc xạ thủ. Layla thiên phúc xạ thủ cũng ok. Cũng ok anh em. Thì mình không có chơi xạ thủ, nhưng mà nó hai xạ thủ thì nó cũng ok. Bị hơi tiếc là nổ thiên phúc rồi thì nó sẽ không nổ thiên phúc nữa mà thôi. Chứ còn nếu mà Layla nổ được thiên phúc thì cũng ổn anh em, cũng đâu vấn đề gì đâu. Nổ quân viện thì mình lại không biết bỏ con gì ấy. Thôi cho nổ vào xạ thủ đi, cũng hợp lý. Nổ xạ thủ bắn trừ máu trừ giáp bớt cũng được, trừ bớt giáp của đối phương, tăng thêm ít tầm đánh cũng ok, cũng ok. Vậy cũng ổn anh em, vậy cũng ổn. Rồi chúng ta để danh tiền nhé. Để danh tiền để úp nhét thêm một con phù thủy nữa vô cho nó. Con Layla nó được xài chiêu nhanh hơn. Layla xài chiêu ngon lắm anh em. Bắn chiêu ra ngon lắm á. Mình có thanh tẩy mình được quyền khống chế. Đấy, Ruby đứng ở phía trên. Nếu mà Ruby mà có ngọc phù thủy nữa thì càng ngon. Nếu mà trong này có ngọc phù thủy nhá, thì lấy ngọc phù thủy cho Ruby rồi Fanny nổ đấu sĩ thì nó cũng bị thừa nha. Nếu mà Fanny nổ đấu sĩ thì nó cũng bị thừa. Tại do là một hồi thì mình chơi 4 đấu sĩ thôi, chứ mình không chơi tới 6 đấu sĩ. Mình sẽ chơi 6 sát thủ, 4 quân trưởng, 4 đấu sĩ thôi. 4 quân viện chứ, 4 quân viện với lại 4 đấu sĩ thôi. Nhưng mà nếu như mà trường hợp, đó là trường hợp có, còn giả dụ không có là sao? Sát thủ sẽ được né tránh khá là ok nha. 25 vàng, tướng hàng cuối, được tăng tốc đánh này. Mình thích mấy cái này ghê luôn á, mấy cái vụ mà tăng tốc đánh này nè. Nhưng mà cái tướng sát thủ kia được né tránh cũng ngon anh em. Có nghĩa là ngoài con Layla nhá thì con Fanny cũng được nè, con Ruby cũng được nè. Khá là nhiều con được né tránh luôn ấy. Nên là mình sẽ lấy cái này đi để cho cái dàn tướng của mình nó uy tín hơn, thêm phần uy tín ha.
thì ngoài một con thì mình còn có những con khác nữa, chứ không phải là chỉ một con Layla không. Tuy nhiên con Layla là con đâm chính rồi, nhưng mà nó có kẻ như ý là nó cũng đã được tăng tốc đánh rồi, với lại cái dưới ba tiền gì gì á, cái cổ tự dưới ba tiền được tăng tốc đánh ấy, thì nó cũng được tăng tốc đánh rồi. Ruby cũng được tăng nhé, tại Ruby cũng là con tướng ba tiền, từ ba tiền trở xuống là đều được tăng hết. Nên là mình cũng khá là ổn rồi. Thiết bị nhân bản thì mình không cần ha, tại vì đội hình của mình thì lấy cái mau linh đi, lấy cái mau linh để lát nữa có gì còn gọi là hóa mèo một ong sẽ đảm bảo được dễ win hơn. 6 sát thủ nè, cấp nha, mình để dành tiền nãy giờ lên phù thủy đi. Sát thủ, 6 sát thủ thì phải bỏ quân trưởng ra, thì nó mất cái thanh tẩy thì hên xui lắm á, mất cái thanh tẩy thì hơi nhức đầu. Để lát nữa đi, để kiếm con Alucard để cho chắc ăn nha. Xong rồi mình mới bỏ cái quân trưởng này ra, mình bỏ con này ra, nhưng bây giờ lắp vô thì nó sẽ là 6 sát thủ, nhưng mà thôi tạm thời trước đi, tạm thời như vậy trước thì ok hơn, uy tín hơn. Sau lượt này thì chúng ta sẽ có được thêm một con Layla nữa nè, thì Layla gần 3 rồi. Hai con này cho lên luôn đi, tăng được miếng nào hay miếng đó anh em ạ. Ruby tăng chính nhá, con kia tăng phụ thôi. Chủ yếu là mình lấy cái thanh tẩy á, tại đầu game mình không có thanh tẩy nhá, mình lấy cái thanh tẩy cho nó. Rồi Ruby sau khi được 10 sát thì nó sẽ có 40% né tránh, người ta quánh vô nó sẽ né anh em ạ. Nó sẽ có khả năng né tránh nha. Này, người ta quánh vô nó né nha, không bị trúng đam. Sau khi đủ stack nha, và chắc chắn là nó quay như đó, nãy giờ là đủ stack rồi đó. Là bắt đầu là Ruby có khả năng né anh em thấy không? Người ta quánh không rớt máu kìa, quánh không rớt máu Ruby kìa anh em kìa. Mặc dù nó quánh tay khá là nhiều nha, mà có thể thấy là Ruby không rớt máu mấy. Sau khi bắn được Ruby xong thì chúng tôi còn một con Layla sát thủ nữa phía sau nữa, bạn quánh vô rồi. Không rớt máu anh em, khó chịu, bởi vậy đánh nhanh mà, có gậy như ý đánh nhanh rồi. Ok rồi, không cần phải gọi là lấy cái tóc đánh kia đâu. Hợp lý nha, anh em phải chọn cụ tử nó hợp lý một xíu thì đội hình mình nó sẽ khỏe hơn. Rồi, Layla 3. Sau khi Layla 3 thì sao? Thì chúng ta sẽ chuyển sang chúng ta đánh Ruby 3. Nhưng mà tạm thời thì cứ lắp lên người Layla trước đi. Tại kiểu gì phải tới lượt stack thứ tư thì nó bắt đầu nó mới tính. Còn bây giờ thì tạm thời nó cũng chưa tính nha. Đó là mình cũng không có vội ở trong cái chuyện đó. Cứ bình tĩnh thôi, bình tĩnh mà chơi. Angela đấu sĩ để đó. Hồi nữa thì chúng ta sẽ có được sát thủ. Sau lượt này thì mình sẽ up cấp, nhét thêm một con đấu sĩ vô cho thành 4 đấu sĩ. Con Layla thì nó không phải là đấu sĩ, cho nên là cái lượng máu hồi phục của nó thì sẽ ít hơn nhé. Thì nó sẽ được hồi 30% máu thôi. Còn con Ruby thì sẽ được hồi 50% máu. Ruby nó sẽ được hồi nhiều hơn. Đấy. Ruby bị choáng rồi, sau đó Ruby sẽ quẹt được một chiêu. Phải mà nó phù thủy thì nó quẹt được 2 chiêu nhá. Quẹt một chiêu phát là bắt đầu né đến từ Ruby. Quẹt cái nữa hồi nguyên khúc, không ai rớ được Layla ở phía sau ấy. Cho đội hình lúc nào cũng phải vậy, có một con tăng phía trước và một con đam phía sau để nó đảm bảo nha. Lát nữa Fanny cũng sẽ là người gánh team được, tại nó cũng là sát thủ anh em, nó cũng là sát thủ. Và nếu như mà nó nổi đấu sĩ nữa thì mình có thể chơi thành Fanny 3 sao, 6 đấu sĩ 6 sát thủ thì không phải là Layla gánh team nữa, mà sẽ chuyển thành là Fanny gánh team. Nhưng con đam chủ lực của mình vẫn là con Layla từ đầu đến cuối nhé, từ đầu đến cuối vẫn là con Layla. Layla nó vẫn có khả năng gánh team, đến cuối game thì mình sẽ có thêm những con khác để gánh team phụ. Thay vì mỗi con Layla không thì sẽ có những con khác nữa, ý là vậy. Rồi ok, thì nó là như vậy đó. Bây giờ thì chúng ta có thể nghĩ về cái chuyện gọi là lắp 6 sát thủ, nhưng sẽ mất cái quân trưởng. Nếu như bạn lắp 6 sát thủ thì sẽ mất cái quân trưởng ngay. Nếu như bạn thích thì có thể lắp cũng được, còn không thì đợi lấy thêm một ô là hợp lý nhất. Rồi một lát nữa chúng ta thay cái chỗ này bằng con Alucard là xong. Mình lấy thêm một ô, úp thêm một cấp, lấy thêm một Alucard nữa, thay vào chỗ đây nữa thì sẽ là 4 đấu sĩ, 6 sát thủ, 3 phù thủy, 4 quân trưởng, rồi 2 xạ thủ đầy đủ. Rồi Ruby 3 phát nữa là đẹp, mình đang nuôi con Ruby nhé. Cái con veo của mình lát nữa sẽ đẩy sang Ruby để cho Ruby lên 3 sao. Ôi, Ruby bị Selena nuốt một phát nằm luôn ạ. Cay đấy nhờ. Fanny bắt đầu đâu dừng. Layla bắn phát kia rộng rồi, Layla sát thủ anh em đâm to lắm. Layla đứng ở phía sau bắn, úi xôi ôi, thả chiêu ra là phù thủy hồi chiêu lại bắn. Bắn chiêu nó mới đau anh em à, bắn chiêu nó mới thôn. Được 900 đam, mới được 900 đam đến từ Layla thôi. Mình còn đang cầm cái thanh tẩy á, tại không có ăn súng chiến binh nhé. Nếu mà có ăn súng chiến binh thì mình cầm ăn súng chiến binh rồi. Nếu không có thôi, chỗ này thì mình sẽ được lấy ô này. Tại mình thắp máu thứ hai, chỗ này thì nó có hai cái ô. Có thể lấy ô cũng được, lấy kiếm giảm sao cũng được. Nhưng mà mình thì mình có kiếm giảm sao rồi, nên là thôi lấy ô đi. Xong rồi up một cấp là nó sẽ thành 6 sát thủ. Kiếm con Alucard nữa là nó sẽ thành 4 đấu sĩ. Quân trưởng vẫn giữ nguyên. Quá hợp lý anh em, nó lại là một bầu trời hợp lý luôn. Đấy, tính hết rồi, nói chung là tính sẵn hết rồi. Này nó nổ vào sát thủ, nó nổ vào xạ thủ thì hơi uổng thôi. Nhưng mà nó nổ vào cái khác thì nó sẽ hay hơn nhá. Rồi ok, đã xong dàn sát thủ. Bây giờ thì mình cần cái gì? Mình cần con
cần là mình cần con gọi là con Alucard chỗ này đó, thì nó vẫn giữ được quân trưởng cái thanh tẩy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ búp lên thành bốn đấu sĩ đó, thì đội hình mình gần như là full rồi, bốn đấu sĩ, sáu sát thủ, bốn quân trưởng full rồi, hai xạ thủ, ba phù thủy full rồi anh em. Nếu anh em thích lên sáu đấu sĩ thì phải bỏ con này, phải bỏ con Kaya đi thì mới được, hoặc là phải lấy được một ngọc phù thủy trong kia thì mới được. Đấy. Nếu bạn không hạ gục con Ruby ngay á là từ từ thời gian trôi dần đi, là Ruby lên 3 sao là nó trâu lắm anh em. Nó sát thủ mà, nó sẽ được né tránh. Nó 3 sao lên nó sát thủ đứng đằng trước, nó né tránh rất là khó chịu luôn. Đấy. Bạn sẽ khá là mệt với con Ruby của mình này, với lại nó là đấu sĩ nữa. Đam nó vẫn to nha, mới có 2 sao thôi. Đam đã rất là ok rồi. Đó, có thể thấy là đây là một bài đánh phải nói là hay. Nhưng nó bị lãng quên tại mấy bạn đang chơi những bài khác khá là nhiều, bạn không có chơi bài này nữa. Nhưng mà mình có thể khẳng định với bạn lúc đây là một bài hay và bạn hoàn toàn có thể gọi là sử dụng được. Lát nữa kiếm thêm cho nó một cái quyền trường mùa đông nữa thì là hợp lý á, Ruby ấy, để cho nó đảm bảo là nó sẽ được chiêu, để được xài chiêu. Đây, chúng ta phải bấm lên người Ruby xong rồi giấu nó đi. Tại sao phải giấu nó đi? Để nó đứng mũi chịu sào thì nó sẽ bị người ta đánh anh em mà. Thì nó sẽ bị người ta đánh nên mình sẽ giấu nó đi. Rồi chỗ này bắt đầu chúng ta có thể đi kiếm Alucard được rồi, và kiếm con Fanny được rồi nhé. Đấy, vừa kiếm Alucard vừa kiếm Fanny. Đấu sĩ thì chắc là chơi 4 thôi chứ cũng không có chơi hơn được. Tới đây thôi. Layla thì đương nhiên là mình không thể bán được rồi, mặc dù nó nổ xạ thủ nhưng mình cũng không thể nào cách nào mà mình bán nó được, nó đam chính mà. Bán nó là gãy đó anh em. Phải mà hồi nãy mà nổ được sát thủ thì ngon. Nổ được một cái con sát thủ nó đã lên 2 sao, nổ được sát thủ thì ngon, thì mình có thể bán bớt những cái con sát thủ này đi này, thì mình có thể gọi là chơi thành 6 đấu sĩ được. Khỏi cần phải 2 xạ thủ ấy. Đấy. À, tôi giấu con Ruby tôi đi để Ruby đỡ bị đánh. Sau khi Ruby đỡ bị đánh thì nó sẽ rơi một con Ruby xuống phía dưới cho mình. Đấy, mình cần nó sống sót qua con chăn này để rơi Ruby Fanny đu và được né sát thương nha. Vấn đề là được né sát thương khá là hay luôn. Cái né sát thương này quá hay. Như vậy trong team mình có tới tận 3 con gánh team. Layla gánh team ở phía sau, Ruby đứng ở tuyến đầu, Fanny bay qua bay lại, vừa tuyến đầu vừa tuyến sau, quét cả map. Nhức nách, bài này phải nói là nhức nách luôn á. Với lại con Veil này nữa, là anh em không thích chơi con Ruby 3 sao hả, thì anh em có thể búp lên người Fanny cho Fanny lên thành 3 sao cũng được, nhưng mà nó hơi mất thời gian xíu thôi. Tại con Fanny thì mãi phía sau chúng ta mới kiếm được, chứ nó không có thể kiếm ngay từ đầu được. Mà lại khúc đầu thì mình lên con ấy rồi. Mình lên con Ruby rồi chứ mình không lên kia. Rồi Ruby tự rơi này, rồi chúng ta sẽ lượm Ruby về. Vài lượt nữa là chúng ta sẽ có được Ruby 3 thôi anh em. Hayabusa sát thủ, giờ này thì không cần nữa. Nhưng mà nãy hình như là mình thấy có một bạn đánh Hayabusa chim tinh thì phải. Đây. Đây anh em, Sam đây. Lụm không cho chơi. Giấu cờ. Bắt đầu giam cờ rồi. Bởi giam cờ thôi anh em mà, chứ Hayabusa chim tinh sát thủ, 6 chim tinh 6 sát thủ lực quý. Quý là lực luôn, nhưng Haya gần 3 chứ. Thiếu 3 con nữa. Chắc là sẽ lấy được một thiết bị nhân bản, nhưng khi thiếu khoảng tầm 2 con nữa để mình giam Haya bên này không cho chơi. Bán con Matic được rồi. Lát nữa sẽ kiếm Alucard đắp vô nhé. Kiếm Alucard đắp vô là được. Angela lên được 3 sao thì càng tốt anh em, thì nó càng khỏe thôi, đâu mất mát gì đâu. Thiết bị nhân bản cũng được. Thiết bị nhân bản thì sẽ nhanh cái tiến độ lên con Ruby 3 hơn. Còn nếu anh em lấy cái hóa mèo thì cũng được. Mình thì mình cũng có một cái hóa mèo rồi chứ không phải không. Đấy, nếu như bạn lấy thiết bị nhân bản thì bạn roll vài đợt nữa là chúng ta sẽ có Ruby 3 ngay. Yamusa giấu đây không cho chơi. Ruby nè anh em. Ác quá, cậu dễ ác thiệt. Rồi lấy thiết bị nhân bản đi nhá. Rồi gãy tóc đánh, giáp hồi sinh đi. Này cho Fanny. Đấy, tại sao phải lấy giáp hồi sinh? Để đảm bảo là con Ruby của mình nó sẽ sống sót qua được con chăn. Thì mình không biết là với cái giáp hồi sinh thì nó có được tính không nữa. Tại nhiều lúc cái giáp hồi sinh không được tính cho cái con Veil đó anh em. Mình không dám chắc đâu. Nhưng mà mình nói chung là con Ruby thì nó cũng trâu anh em. Nó cũng không thể nào bị đối phương hạ gục ngay được ấy. Trong vòng gọi là 12 giây ấy, không thể nào bị hạ gục ngay từ đầu được. Ngồi chưa hồi nãy là bị con Selena nuốt, thì bây giờ có thêm cái giáp hồi sinh thì nó sẽ đảm bảo ấy. Rồi. Hai lượt nữa thì chúng ta sẽ có được Ruby 3. Hai lượt đấu nữa, hai lượt thời gian trôi đi thôi nhá, không cần roll cờ luôn. Hai lượt thời gian trôi đi chúng ta sẽ có Ruby 3. Còn nếu như mà mình ra được con Ruby sớm á thì mình sẽ dùng cái chiêu đó lên người của Fanny để rồi ta đi kiếm con Fanny sau. Đấy, kiếm con Fanny nữa là đẹp. Này Ruby lượm về. Chỗ này mà mình roll ra được con Ruby thì ok, khỏi cần luôn. Này nổ đấu sĩ đi. Đấu sĩ phù thủy, đừng nổ xà thủ ra được à. Nổ đấu sĩ, rồi bốn đấu sĩ rồi. Thì thêm Alucard vô đây nữa, xong up lên cấp 6 nữa là 6 đấu sĩ. Hợp lý không? Thêm Alucard vô đây là 5 đấu sĩ. Up lên cấp 9 nữa, mình còn một slot chưa up nhá, thì sẽ là 6 đấu sĩ. Rồi chỗ này chúng ta roll.
đi kiếm gọi là Hayusa rồi các thứ luôn, để mình giam cờ luôn, không cho chơi anh em mà, chứ không để Hayaba lên là gãy á. Hơi ác nhưng mà phải dạy thôi anh em, phải dạy thôi, chứ bên kia là tôi thấy Haya gần 3 rồi, Choi 3 rồi. Choi 3 thì không biết là Choi có đánh ấy không nữa, Choi có đánh chim tinh không. À Choi chim tinh, Choi 3 sao chim tinh. Đây cái bài này là cái bài mà hôm bữa mình cũng có hướng dẫn với bạn rồi nè. Đánh ba con sát thủ, con nào lên 3 sao cũng được, Choi cũng được, Haya cũng được, ấy cũng được. Ờ hình như là nó không tính nha, với kiểu này là nó sẽ không tính nè anh em nè. Ờ căng nhò. Nếu mà như vậy thì con ấy của mình nó sẽ không được tính. Ruby của mình nó sẽ không được tính nha. Vậy để mình lắp cái quyền trượng sang cho nó đi. Rồi, vậy đi. Rồi nó đứng tăng ở phía trước mà, nó không có bị rớ ở phía sau đâu, để cho Layla cầm kiếm giảm sao. À mấy bạn kia thì các bạn đánh không có choáng đúng không? Vậy thì cũng không cần thanh tẩy. Đây, kiểu này đây. Ờ cho Layla nó bắn giảm hồi phục chơi. Ruby thiếu một con à. Đáng ra được nãy mà Ruby mà nó chịu được á là lượt này nữa là Ruby lên 3 nè. Nhưng mà không được rồi anh em, coi bộ không ổn rồi. Còn 20 mấy máu thì lượt vừa rồi mà mình trụ được, có nghĩa là con Ruby của mình mà nó trụ được á thì ok. Nhưng mà con Ruby của mình nó lại không trụ được. Là sau cùng là nó bị mất một lượt anh em. Nó sẽ bị mất một lượt ha. Bên kia là Haya với lại Choi. Rồi mình lát nữa Layla bắn vào chỗ của Choi là Choi sẽ bị giảm sao, thì mình có thể gọi là hạ gục được. Không có quyền trường anh em, Choi nhảy vô phát gõ rụng luôn rồi. Cay nhờ, đường nào cũng khó chịu nhờ. Choi hoàn toàn có thể lướt vô được, khi mà Ruby bấm quyền trường thì Choi nó lại lướt vào trong. Ai à, ê thôi chúng tôi lấy thêm cái quyền trường nữa đi. Chúng tôi chơi hai quyền trưởng. Một quyền trưởng không vô thì chúng tôi chơi hai quyền trưởng. Nhưng mà bây giờ mình cần phải thắng một lượt. Khó chịu thật sự anh em. Mình phải thắng lượt này thì mới được, thì mới trụ được, chứ mình không thắng được lượt này là mình gãy nè. Này lắp cho Ruby, cho Ruby giảm ấy xuống, giảm hồi phục xuống của Choi lại Fanny. Còn không thì bây giờ phải đi kiếm một con Ruby. Fanny. Ừ, còn không thì phải kiếm thêm một con Ruby, khó chịu nhò. Lượt này thì chắc là mình qua rồi đó. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ đó là có thắng được không? Mình thắng được lượt này thì Ruby 3 thì lát nữa có khả năng thắng được. Chỗ nó bị chậm một lượt đó anh em. Phải mà lượt trước mà tôi cầm quyền trưởng sớm xíu là ngon rồi. Mình cầm quyền trưởng hơi muộn. Ruby đây mà có phù thủy là nó cứ quẹt cái hồi máu, quẹt cái hồi máu là ngon hơn. Ôi, câu giờ được. À, lượt này câu giờ được anh em. Rồi, mình có quyền trưởng. Ruby quay sang quẹt hồi máu. Ui, không giảm sao được à. Con bài Layla hợp lý. Rồi, vậy là chúng ta sẽ có được Ruby 3 sao nhá. Cần quá anh em ơi. Những người anh em của tôi sao đánh căng thẳng thế này. Chúng tôi lên Ruby 3. Ai làm gì làm, ai buồn thì chịu. Sau đó chúng tôi sẽ lên 6 đấu sĩ. Nãy mà thiệt chứ, nãy mà cái lượt vừa rồi mà mình không ấy là nó đỡ căng rồi. Nhưng mà tại vì cái lượt kia mình thua mất nha, mình hơi delay tiếng game xíu đúng không. Game này rất là căng luôn. Tại nói chung là mấy bạn này là mấy bạn ngày xưa đánh giải cờ này. Nếu như mấy bạn có biết, có coi giải thì mấy bạn sẽ biết Châu Anh đúng không. Thì ngày xưa có đánh giải cờ hay đánh mấy cái bộ mà phay gia quỷ tộc với anh em. Phay gia 6 quỷ tộc 3 phương Bắc ấy. Thì tôi nhìn tên là tôi biết rồi. Vô hello anh Kaka cái là hiểu liền. Hello anh Kaka hiểu liền rồi, mình nhớ tên liền. Rồi bên kia Choi đã được nhét vào góc. Choi nhảy tấn công vào thẳng vị trí của Layla luôn. Nhưng mà Layla sẽ bắn vào chỗ của ai? Không có bắn vào chỗ của Choi. Layla chuẩn bị nã chiêu trước khi nằm. Né ra đi anh Choi, né ra bên. Đúng rồi, hợp lý rồi. Căng cái không? Hai cái quyền trưởng nó hợp lý vô cùng luôn anh em. Một cái quyền trưởng thì bạn còn có khả năng bạn win được. Chứ mà đóng hai cái quyền trưởng vô anh em hơn nhau là ở cái quyền trưởng. Hơn nhau là ở cái quyền trưởng thôi. Sau đó là chúng ta sẽ để dành tiền lại, chúng ta sẽ lên 6 đấu sĩ. Mình kiếm một con Alucard nữa mình lắp vô. Sau đó mình kiếm thêm một con đấu sĩ nữa. Hayusa thì bạn kia thì bạn chắc là bạn không lên được Hayaba đâu. Ủa Haya thiếu một con. Ủa còn một con, còn một con Hayaba đó. Haya là lên 3 luôn. Là lên 3 hả? Tất cả trời mất công tôi giam. Nếu như mà Haya lên 3 phát thì mình sẽ bán Haya đi nhá. Nếu mà Haya bên kia của Châu Anh lên được 3 sao thì ok. Mình buộc phải bán rồi. Haya 3 sao chim tinh gắt anh em. Haya 3 sao thì nó biến mất khỏi bản đồ. Cái lợi hại của Haya là nó biến mất khỏi bản đồ anh em à. Là nó khá là khó chịu. Cay là cay cái biến mất ấy.
thì nó sẽ khá là nhức đầu mọi người ạ. Cánh rực lửa đồ cái thứ mình đâu cần đâu, đồ hơi chán nhờ, đồ mình hơi chán xíu. Bây giờ mình lấy mấy cái này làm gì? Gậy như ý, quyền trường mùa đông. Ôi lắm quyền trường thế. Ờ, anh Fanny cầm cái luôn đi anh. Mỗi đứa một cái nhá. Ờ, cái hóa mèo cho Fanny cũng hợp lý, cũng hợp lý. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi kiếm con Alucard. Vấn đề là phải kiếm ra một con Alucard. Ôi Haya bên nhà mình nhiều lắm. Haya ba chưa? À Haya còn thiếu con, không có nhân bản rồi. Không có nhân bản rồi, không có nhân bản rồi. Nhưng mà cái nhân bản là nhân bản rồi, chứ không thể nào để như vậy được. Từ từ nha, đợi giây cuối chúng ta sẽ đổi cờ ra. Chúng ta hắc não cho anh cái nhẹ. Cho anh bên kia lắp con trôi bên kia rồi. Không biết đâu. À, cho lắp vào giữa à, cho lắp vào giữa cũng ok đấy, cũng nghe đấy, nhưng mà nó nhảy vào nó đánh chỗ của Ruby. Ruby giảm hồi phục rồi nè, Ruby quẹt cái nhẹ là giảm hồi phục liền, cùng lắm rồi Ruby quẹt thêm cái nhẹ nữa, né được chiêu luôn, né được đam luôn. Trời, Ruby vẫn còn quyền trưởng nhá, và cả con Layla cũng còn quyền trưởng luôn. Chào anh hết bài rồi, hết đường rồi. Trời, bên mình ba thằng ba cái quyền trưởng, sát thương né 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 nữa. Hà gia nhà anh nè cháu anh, Hà gia nhà anh cả đống luôn. Hà gia nhà anh, nhà anh một mớ nè, một mớ nè. Tới công chuyện thiệt chứ, cay, nói chung là cay đó. Còn một lượt nữa là xong rồi anh em, để mình kiếm con Alucard mà kiếm không ra anh em ạ. Phải có được con Alucard chỗ này thì ngon. À thực ra thì mình cũng không cần Alucard nhờ, tại cái thanh tẩy mình đâu có chơi đâu. Châu Anh thì chắc đang rặn Haya bên kia rồi. Bán con này là được 9 tiền, bán con này là được 4 tiền. Bán gần đủ á, nói chung là cũng gần đủ 6 đấu sĩ á. Nhưng mà hết lượt này nữa là hết rồi, tại mình rồi mình kiếm con ấy nhá. Mình kiếm con ấy mà kiếm không ra. Bên kia con gì bị biến mèo ba sao vậy? Angela à, Angela biến mèo chứ không phải là Layla biến mèo anh em, mà cay thật sự. Ruby ba sao nó không biến. Con ấy ba sao nó không biến, nó lại đi biến cái con Angela ba sao mới cay chứ. Tức. Tức thiệt sự anh em, thì cứ chơi game gặp phải người quen tức. Vâng, và đó là một game đấu phải nói là quá hay, quá kịch tính luôn. Với những người có trình độ cao ở trong cái chế độ đánh cờ ở Sẹt Vào Việt Nam thì anh em biết rồi, toàn là những người biết chơi thôi. Bạn ấy hơi xui nhá, và hơi xui ở cái chỗ là bạn ấy gặp mình. Chúng ta sẽ gáy bẩn ở chỗ này, đó là bạn ấy hơi xui là bạn ấy gặp mình ở cái tình huống giao tranh trong trận đấu này. Chứ còn thiệt chứ bạn ấy hên xíu nữa đừng có gặp mình thì bạn ấy tấp mọc rồi. Choi ba sao chim tinh sát thủ phù thủy nghề đấy, cũng nghề đấy, nhưng mà không đủ em ạ. Còn hơi đen, Hayabusa chưa lên được 3 sao. Cái bài này Hayabusa 3 sao mới mạnh. Còn Choi với lại Fanny thì nó cũng mạnh, nhưng mà nó mạnh không bằng con Haya. Haya thì được cái là nó sẽ biến mất khỏi bản đồ, mình không có đánh được. Chứ còn con Choi nó đứng nó hát vậy thôi, chứ tôi bắn vô vẫn rớt sao như thường. Hay là con Fanny đu vô lại là bắn rớt sao như thường nha anh em nhé. Còn đội hình mình thì có 3 con 3 sao quá lợi hại. Bên kia biến mèo được con Angela mới đau đầu, chứ mà biến mèo vô con Layla của mình á, thì nhiều khi có khả năng sẽ bào được cái quyền trưởng mùa đông à, chứ cũng không thắng được. Ở chỗ tôi bên tôi tới ba cái quyền trưởng mùa đông chí mạng của anh em. Bởi vậy chơi game bây giờ là thấy quyền trưởng là lụm nha. Anh em đừng có suy nghĩ nhiều, cái quyền trưởng là cái lợi hại nhất rồi nha. Ok, đó là tất cả những gì mình có thể chia sẻ cho bạn ở trong cái bài đánh ngày hôm nay. Một cái bài đánh meta cũ của meta ngày trước. Nhưng mà lần này thì mấy bạn có vẻ như là bạn quên mất là cái bài đánh này nó rất là mạnh nha. Nó rất là mạnh và nó rất là ổn định. Nó có khả năng lấy top 4 là gần như là 100% rồi. Còn cái việc mà bạn lấy top 1 thì còn tùy thuộc vào kỹ năng và tùy thuộc vào cái sự may mắn của các bạn nữa thì sẽ lấy được top 1. Còn không thì cũng top 2 à. Không top 1 thì cũng top 2, tại cái bài này nó dễ chơi và nó mạnh và nó ổn định. Nó giống như là những cái bài lần trước khi mà chúng ta chơi con Veil skill 3 nhá, thì chắc chắn kiểu gì mấy bạn cũng sẽ lên được cái con đam chủ lực của mình là 3 sao. Và sau khi nó lên được 3 sao thì chúng ta còn lên những cái con tướng vệ tinh xung quanh nữa cơ. Đặc biệt là trong trận này thì mình có con Ruby nhá. Thì đáng ra là mình có thể lên được 6 đấu sĩ, nhưng mà tại vì mình kiếm con Alucard kiếm không ra, cái là mình roll hồi cái hết tiền à, chứ còn nên mình sợ là người ta có, mình muốn giữ cái thanh tẩy ấy, nhưng mà thực ra thì trong trận này không cần giữ thanh tẩy thì mình có thể bán được cái con Lolita rồi mình up lên cấp là mình nhét hai con đấu sĩ vô là được rồi, thì nó sẽ mất cái thanh tẩy trên người của con Fanny nhé. Fanny đang là người cầm thanh tẩy này anh em nè, đây con Fanny là con cầm thanh tẩy thì nó sẽ mất đi. Và con Fanny của mình ấy, đây Fanny của mình, ủa đứa nào cầm thanh tẩy à, vậy là thằng này cầm thanh tẩy. Vậy thì thực ra thì bạn có thể bán và lên 6 đấu sĩ rồi, thì lúc đó con Ruby nó sẽ càng khỏe nha. Rồi ok, đó là tất cả những gì mình có thể chia sẻ cho bạn ở trong clip ngày hôm nay. Bạn nào thích clip này của mình thì nhớ để mình một like, một subscribe, đăng ký kênh, nhớ bật chuông bấm thông báo lên để nhận thông báo trong thời gian sắp tới có ý tưởng nào hay thì bình luận phía dưới giúp mình để mình có thêm nhiều ý tưởng mình làm cho tương lai. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn rất nhiều và xin hẹn gặp các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.